Và xin được phép quay trở về với màn đấu giá sản phẩm bức tranh thập câu trấn tích ạ. Vâng, vâng, vâng. Và sau đây là trở lại màn chúng ta đang mong chờ nhất trong ngày hôm nay, trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và đang trên sân khấu hiện tại là bức tranh thập câu trắng tích. Sau đây sẽ là màn đấu giá. Và xin bắt đầu phiên đấu giá này ạ. Và giá khởi điểm cho bức tranh được chế tác từ vỏ tràm mang tên thập câu trắng tích là 3 triệu đồng ạ. Vâng, và mỗi bước nhảy sẽ tăng 200 nghìn ạ. Và phiên đấu giá đã bắt đầu và tôi muốn thấy cánh tay của tất cả mọi người ạ. Mức giá khởi điểm cho bức tranh này là 3.000.000 đồng ạ. Đây là một sản phẩm được chế tác 100% từ vỏ tràm ạ. Chị Mai ơi, vâng, và tôi muốn thấy một cánh tay của một người bạn của tôi đưa lên ạ. Bức tranh với giá khởi điểm là 3 triệu đồng, mức giá rất là hợp lý để cho chúng ta có thể đem mang nó về nhà và gắn lên tường, rất là ý nghĩa ạ. Có lẽ là hơi xa đúng không ạ? Mời Vy đưa lên cao cho mọi người cũng dễ thưởng thức ạ. Và mời mọi người nhìn lên sân khấu để cùng chiêm ngưỡng bức tranh thập câu trắng tích ạ. Và đây là một tác phẩm của nghệ nhân Lê Hoàng Nhân, một người con của vùng miệt thứ xã An Minh, tỉnh Kiên Giang ạ. Và bức tranh này được làm từ 100% từ vỏ tràm ạ. Ở đây sẽ có một khung cảnh đồng quê rất là đặc biệt. Có thể các bạn nhìn sâu hơn nữa thì không biết là mọi người có biết đây là gì không ạ? Và nếu có mạnh thường quân nào muốn coi trực tiếp, coi gần, thiệt gần với bức tranh này thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ đem xuống cho tất cả mọi người xem ạ. Và có thể là ở hơi xa nên mọi người sẽ khó chiêm ngưỡng được cái độ kỳ công của sản phẩm ạ. Bi có thể mang đến một vòng cho mọi người cùng thưởng thức hay Bi ạ? Mình nhờ Trọng nha. Dạ rồi, dạ rồi. Đem. Trọng ơi, nhờ Trọng đi một vòng cho tất cả mọi người đều nhìn gần cận cảnh bức tranh để thấy được mấy cái detail của nó. Ở đây có ai hứng thú đấu giá với Mai không ạ? Wow, lại thêm một nhân vật mới, một gương mặt mới, đó chính là anh Vinh ạ. Vinh đó mà Vinh. Vâng, 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 và em sẽ đưa cái Mai, truyền cái Mai xuống cho anh Vinh cái màn ba đồ này với chị Mai á. Yeah, 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 yeah. Trời ơi, tàn nhẫn, tôi nói bí mật với ổng rồi đó. Bắt trước khởi điểm. Chạy, chạy, chạy. Rồi, 3 triệu khởi điểm không? 3 triệu. Vinh khởi điểm với giá 3 triệu rồi ạ. Chị Mai với 3.200.000 đồng ạ. Anh Vinh vẫn tiếp tục với 3.400.000 đồng. Chị thêm một nhân vật thứ ba để tham gia vào cuộc đấu giá này, 3.600.000 đồng ạ. Đây ở đây, ở đây, ở đây ạ, kế bên chị luôn ạ. 3.600.000 đồng rồi chị ạ.
Chị Mai thấy sao ạ? Ba triệu tư. Ba triệu sáu. Đây là một sản phẩm vô cùng đặc biệt. Và 3 triệu chị... 8. Dạ. Chị Mai với 3 triệu 800 nghìn đồng ạ. Anh Vinh thấy sao ạ? 4 triệu ạ. Chị trả mít cho em ạ. 4 triệu lần thứ nhất ạ. Đã có thông tin là 4 triệu rưỡi mà cho cánh tay có 4 triệu rưỡi đi hả? Cánh tay 4 triệu rưỡi đâu hả? Và 4 triệu 500 nghìn đồng cho Hoàng Duy ạ. Một người anh em vô cùng đặc biệt của hành trình thực tế ạ. 4 triệu 500 nghìn đồng lần thứ nhất ạ. Thấy sao Vi, thấy sao Vi? 4 triệu 500 ngàn đồng à. 4 triệu 700 ngàn đồng đến từ anh Vinh ạ. À. Tiếp không Duy ơi? Sao đây Duy ơi? Theo Bi biết thì người anh em của tôi sẽ không bao giờ chịu thua đâu ạ. À. Đưa cánh tay lên đi nào. Và 100% số tiền đấu giá được đến từ tác phẩm Thập Cầu Trấn Tích này sẽ được dùng cho quỹ của hành trình tử tế và phục vụ cho chương trình trung thu diễn ra vào ngày 14-15 tháng 9 năm 2024 tại xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Vậy thì 4 triệu 7 lần thứ hai. Sao đây, cơ hội cuối cùng nhé. Đây là một sản phẩm vô cùng đặc biệt và chỉ xuất hiện tại vùng biển thứ thôi ạ. Thiệt lòng thì khi các bạn lại gần tấm hình này, tấm ảnh này thì mọi người sẽ thấy được cái độ kỳ công cũng như là cái tại sao nó lại được gọi tên là một nghệ nhân và một nghệ thuật ạ. Khi mà mình nhìn gần thì cảm giác như là những người nghệ nhân này họ đã lấy những thứ từ trong vỏ cây tràm, sau đó họ điêu khắc thành một cái hình của một cái hình mình muốn, rồi sau đó họ dán lên đây thành một bức ảnh tổng thể. Và khi đó để làm hoàn thiện một bức ảnh này á thì cần đâu đó khoảng tới 10 tiếng làm liên tục. Và các bạn có thể tưởng tượng rằng cái cây tràm á nó sẽ như thế nào. Và với bàn tay điêu luyện của mình, anh Lê Hoàng Nhân, một người con của vùng biệt thứ, đã sáng tạo ra một bức tranh vô cùng đặc biệt. 4 triệu 700 ngàn đồng. 5 triệu đồng mà. 5 triệu hả? Sao một cuộc hội ý đến từ anh Duy à. 5 chị... triệu đồng lần thứ nhất. Chị quá anh ơi. Anh Duy thấy sao ạ? Và theo em biết thì anh Vinh cũng không bao giờ chịu thua đâu ạ. Rồi rồi, hai anh đã gặp nhau rồi ạ. Đây đây, và đây là cuộc nói chuyện của hai người đàn ông nha. Tôi kể anh nghe. Một là anh lấy bức tranh này về cho tôi. Sao ạ, sau khi hội hội ý anh Vinh quyết định như thế nào ạ? 5 triệu đồng rồi ạ, 5 triệu rồi. 5 triệu 2. Vậy là anh Vinh vẫn kiên quyết mang bức tranh về về treo trong nhà rồi. 5 triệu 200 ngàn đồng lần thứ nhất. Anh tôi đâu rồi ta? Anh tôi đâu bạn rồi Duy ta? Bạn Duy đang có một vài suy nghĩ. Chắc phải để cho Duy có một vài giây phút để suy nghĩ ạ. À. Và cuộc chơi hiện tại đang rất là vui và không biết có bạn nào, anh chị nào muốn tham gia cái phiên đấu giá này với tất cả bọn anh, bọn mình không ạ? À? Triệu 2 lần thứ 2. Sao đây Duy ơi, Duy ơi, có gọi một cuộc gọi không ạ? Hỏi ý, hỏi ý không ạ? 5 triệu 300 ngàn đồng. Anh Vinh thấy sao ạ? À? 5 triệu 500 ngàn đồng. Ôi ôi, căng thẳng quá. Duy đang rất là căng thẳng ạ. 5 triệu 500 nghìn đồng lần thứ nhất cho một bức tranh được chế tác từ vỏ cây tràm ạ. Mời Duy ạ. Và 5 triệu 500
5.000 đồng lần thứ hai. Có ở đây có Mạnh Thường Quân nào muốn tham gia cuộc chơi không ạ? À? 5.500.000 đồng lần thứ ba. Ba tác phẩm thuộc về anh Phạm Phú Vương. Vương. Xin mời anh Phạm Phú Vương là xin mời anh Nguyễn Cao Khoa đại diện cho ban tổ chức hành trình tử tế lên trao tặng anh Vinh ạ. Thay mặt hành trình tử tế xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các Mạnh Thường Quân, vì nếu không có các bạn sẽ không có sự thành công của hành trình ngày hôm nay ạ. Mình cũng có một số điều muốn chia sẻ. Cái đợt show gần nhất cách đây 3 năm á, là có một cái bức tranh một chiếc thuyền rất là đẹp đó. Năm đó thì thấy anh Tâm anh mê quá. Anh Tâm nói tiêu rồi, anh Tâm anh mê quá là đấu không lại đó. Năm nay em quyết em đấu lại. Thì cái bức tranh này thì em sẽ gửi lại cho tổng bộ của hành trình là để mình trưng bày đó. Để làm chi? Để cho tất cả những anh em cộng tác viên của hành trình tử tế những năm về sau có thể thấy được cái kiệt tác này mỗi khi mình ghé đó. Xin hết ạ. Và vâng, ý nghĩa của hành trình tử tế chính là sự sẻ chia. Và cảm ơn anh Phạm Phú Vinh rất là nhiều ạ. Một tràng pháo tay cho anh Vinh ạ.